này Facebook nó cắt, nó nhắc lại hồi đây cách đây 6 7 năm mình đi học chồng. Còn có chút xíu à? Ờ, nó còn có chút xíu. Cộng may dép không, không cái đồ nó mới chơi diện 29. Xuống đây anh nè, 600 hết thì chạy xuống đây. Rồi trái nhà hàng dễ chín luôn. 600 mét nữa. Câu cá là đầu tiên luôn á. Tâm trứng bữa mình đi rồi. Tâm trứng mình đi rồi. Chán. Rồi, thì đi nơi khác cho mới. Tâm trứng đi chán hết rồi. Có hồ bơi đã lắm luôn á. Ờ, đúng rồi. Mà có tắm bùn luôn á. Tâm trứng mình đi tắm bùn á. Hàng Tuấn á, hàng Tuấn á, nó lấy nguyên nguyên cái bụng á, úp vô mặt luôn chứ. Ừ, đúng rồi, úp vô mặt luôn á. Còn thằng cu nó lấy nguyên cô bụng á. Thằng Minh á. Thằng cu nó lấy nguyên nguyên cái nước bụng nó tạt vô mặt thằng Tuấn á. Minh á, thằng Minh á. Đúng rồi. Gia Minh. Jasmine. Thôi, Gia Minh. Sắp tới rồi. Thôi. Ui, có bọt gì vậy? Ý con bò. Úm bò. Mình bóp cò ra. Bóp cò ra nó giật nguyên mình luôn á. Bò đứng kế sát mình. Trời, sáng mình ghê vậy. Cái gì ba? Sáng nhiều ai đi vô được trời. Giống như hồi đợt mình đi gì đó. Cái gì đá đá. Ờ, không phải gần đá đi gì mà cô Phụng dắt đi á. Gần đá. Không, cái suối đá lạnh. Suối đá lạnh ấy. Nhìn nó ghê. Cũng y chang lắm rồi. Ghê ghê. Xe đi vô xe bự. Xe thẳng người ta đó ra. Vô được. Ê, chỗ này cũng có chỗ nữa. Đó, taxi đang vô kìa. Qua bên đây taxi đường taxi vô sắp tới rồi này nè.